Hai, xin chào tất cả anh em nha. Nay nông cơ Vinh Quang mình giao chiếc 505 này cho anh Thạch hả? Ở Cát Tiên của Lâm Đồng hả? Dạ, chiếc này thì thực sự cái dòng 505 với 527 thì cái giai đoạn gần đây rất là ít hàng ha. Do đó chiếc này thì anh liên lạc với bên mình khá là nhiều để đặt hàng trước đây đấy ha. Khá là lâu. Để trước thì ảnh có đặt chiếc 417 xong thì cũng không mua được của bên mình ha, không mua kịp tại vì bên 417 thì ảnh lên tới nơi thì mình bán mất rồi, xong ảnh chờ một thời gian cũng khá là dài ha để mua chiếc 505 này anh em ha, rất là ok nè. Này thì rất là VIP ha, lắp cả súp lật anh em ha. Bắt đầu về Cát Tiên của Lâm Đồng này. Máy cày Vinh Quang cũng gửi lời cảm ơn anh em ha. Anh em đi từ rất là xa, từ Lâm Đồng đi qua mình đây, rất là xa ha. Vượt qua cả Đắk Nông, Đắk Lắk thì khá là xa ha. Này thì rất là VIP rồi ha. Này thì nó xài 505 này thì cái bánh trước này sẽ chạy 8320 ha, bánh sau chạy 12432. Đang test lại gầu anh em ha. Bắt đầu lên xe đây anh em ha, lên xe về với Cát Tiên của Lâm Đồng ha, rất là ok rồi. Hoàn thiện rất là ok rồi ha. Ok, chào tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về những chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ với máy cày Vinh Quang ha. Máy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh em đã theo dõi kênh ha. Cũng rất mong anh em cho một like đăng ký để video chạy nhanh hơn ha, tiện chúng ta theo dõi. Ok, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều ha.